cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về ván đánh trong buổi trưa ngày hôm nay, đến ngày 24 tháng 5 ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong khuôn khổ vòng thiêu thứ 8 giải cờ tướng Giác Bên Tái mùa giải năm 2021, một trong những trận cờ đỉnh cao của tay cờ số 1 của Trung Quốc ngày nay. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Vương Thứ Nhất, bên hậu thủ trong đầu trên là kỳ thủ Miêu Lợi Minh. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Và sau đường cờ cuối cùng của bên tiên là tình huống cờ mã 3-4 của bên danh thủ số 1 Trung Quốc ngoại tinh lên khách Vương Thiết để chạy đường phòng thủ của bên đen. Sau đó phục kích thủ Pháp đi tình huống cờ xe 6-1 về để bắt chết mã của bên đen. Thì bên đen của anh Miêu Lợi Minh trong trận chiến trên đã phải buồn cờ xin thua, một trong những trận đánh khá trong vánh của ngoại tinh khách thể được cái bản lĩnh và trình độ đi cờ đỉnh cao của anh. Như vậy kênh Cờ Tứ Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về ván đánh trên để trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5 thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong khuôn khổ vòng 8 của Giác Bên Tái mùa giải năm 2021. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của kênh.